Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là địa phận xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí mà tôi đang đứng ở đây là ngay gần với lại trạm dừng chân bò sữa Châu Đức nhé. Đây này, trạm dừng chân đây này. Đó. Đấy, trạm dừng chân nhé. Trạm dừng chân. Từ đây mà đi đến ngã 6 Đá Bạc thì khoảng gần 2 cây số. Đấy, ngay gần ngã 6. Đây bánh canh cá nóc này. Thì giới thiệu quý vị nhé, một cái lô đất này, đây là hai mặt tiền đường này, mặt tiền đường chính là suối Giao Phước Tân này, một mặt hẻm bên hông này, một mặt hẻm bên hông. Tổng diện tích của lô đất này là 9 xào 2, trong đó đã có gần 1.000 mét đất ở rồi. Đó, xe container chạy. Ở đây mà ai làm nhà xưởng hay là các thứ gì này rất là tốt. Chiều ngang mặt đường của nó tới 92m nhé, 92m mặt đường này phủ hồng hết luôn. Thì bản thân của nó cũng đã có gần 1.000m đất ở rồi. Giá đang chào bán cho cái lô đất này là 26 tỷ quý vị nhé. 26 tỷ. Mặt tiền đường chính à, có thể nói đây là một cái lô đất còn hiếm hoi sót lại ở đây đó. 92m đối diện với bánh canh cá lóc, gần với lại trạm dừng chân bò sữa Châu Đức, và đặc biệt nó lại là hai mặt tiền nhé. Mặt tiền này sâu vào xấp xỉ 100m luôn, 100m mặt đường, chính xác là 97m, chiều sâu này. Còn bề ngang mặt đường này, mặt tiền đường chính là 92m nhé. Đó. Thì sơ bộ cho quý vị biết một cái lô đất ở đây. Quý vị nào quan tâm thì alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.